Chào các em, bài học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập về phần lý thuyết của bài đầu tiên của chương 1 của chúng ta, của hình học lớp 10. Thì chương 1 của chúng ta là chúng ta sẽ trong cái chương trình học là chương trình hình học lớp 10, thì cái chương đầu tiên của chúng ta là phần là cái chương vector. Và cái bài đầu tiên của chúng ta trong cái phần chương vector này là chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái khái niệm, một số cái định nghĩa cơ sở, nói chung là căn bản nhất của cái phần lý thuyết về phần vector. Thì cái nội dung lý thuyết của phần vector này của chúng ta thì nó gồm các nội dung sau. Thứ nhất của chúng ta là định nghĩa. Tức là chúng ta cái khái niệm thứ nhất là chúng ta sẽ được tìm hiểu về định nghĩa của một vector là gì. Một vector là gì đấy. Cái thứ hai của chúng ta sẽ tìm hiểu về là thông tin biểu diễn của một vector. Tức là nhìn vào một vector thì các bạn sẽ thấy như thế là như vậy là cái vector đấy nó sẽ biểu diễn những thông tin gì. Cái thứ ba của chúng ta là chúng ta sẽ học về tìm hiểu về cái định nghĩa của hai vector cùng phương. Cái thứ tư của chúng ta là chúng ta sẽ học về định nghĩa của hai vector cùng hướng. Cái thứ năm của chúng ta là định nghĩa của hai vector ngược hướng. Và phần thứ sáu của chúng ta là định nghĩa của hai vector bằng nhau, và phần thứ bảy của chúng ta là định nghĩa của hai vector đối nhau. Như vậy là trong chương bài đầu tiên của chúng ta là chúng ta chủ yếu là tập trung đi tìm hiểu một số cái khái niệm cơ sở đầu tiên của cái phần vector. Thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em là lần lượt từng mục một, từng phần một. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa một vector là gì. Thì các bạn chú ý với thầy là định nghĩa một vector thì người ta định nghĩa là vector là một đoạn thẳng có hướng. Ví dụ như là chúng ta có vector AB đây, hay là cái đoạn thẳng AB của chúng ta là có điểm AB đây, điểm đầu, và AB là hai điểm đầu và điểm cuối của cái đoạn thẳng thầy biểu diễn đây. Thì khi đó chúng ta có cái đoạn thẳng của chúng ta mà tại điểm B này nó có cái mũi tên này này, nghĩa là nó đi từ A đến B này. Nó phân biệt là đi từ đầu đến đâu rồi đấy, chứ không phải là B đến A cũng được mà A đến B cũng được. Các bạn nhớ với thầy là cái đoạn thẳng AB thì các bạn viết là AB cũng được mà BA cũng được, nhưng mà vector là AB là các bạn phải viết A trước B sau đấy. Như vậy thì khi mà một đoạn thẳng của chúng ta nó có hướng như vậy thì người ta sẽ gọi là một vector. Thì ví dụ và ký hiệu của vector AB thì người ta có cái mũi tên ở trên đầu này. Các bạn để ý cho thầy cái chúng ta ký hiệu. Phần thứ hai của chúng ta là chúng ta thì tìm hiểu về thông tin biểu diễn của một vector. Thì các bạn chú ý thầy, ví dụ như là chúng ta có cái vector AB ở thầy cho ở ví dụ một này, thì nhìn vào vector AB này là chúng ta sẽ phải có được những thông tin như sau. Đấy, thứ nhất là chúng ta sẽ biết được là cái vector AB này là điểm đầu của nó sẽ là A và điểm cuối là B. Như vậy là vector nào thì cái điểm đầu tiên của chúng ta, vector AB thì điểm đầu là A, nói chung là thằng nào đầu là phía trước, cuối là phía sau. Giá của vector, giá của vector là đường thẳng AB. Người ta tưởng tượng như là vector AB này nó nằm trên đường thẳng AB, chính như vậy là hay là cái đường thẳng AB này nó đỡ cái vector AB này. Chính vì vậy nên là giá của vector AB người ta định nghĩa là đường thẳng AB. Còn phương của vector AB là gì thì các bạn chú ý như thế là người ta định nghĩa là phương của một vector là đường đường thẳng AB, tức là giá đỡ của nó, hoặc là các đường thẳng song song AB, tức là các cái đường thẳng mà song song với giá đỡ. Như vậy là phương của vector là giá đỡ của nó, hoặc là các đường thẳng song song với giá đỡ của nó. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm về chiều. Tức là nhìn vào vector AB này là chúng ta biết được là chiều của nó là từ A đến B, tức là từ điểm đầu đến điểm cuối. Như vậy thì đấy là chiều. Còn cái hướng, hướng là gì? Hướng của một vector là gì? Thì các bạn nhớ như thầy là khi nói đến hướng của chúng ta, tức là nó đã bao gồm cả phương và chiều. Tức là phương của chúng ta thì như các bạn ở trên các bạn biết rồi, tức là nó là gồm giá đỡ, và phương của một vector là giá đỡ của một vector, hoặc là các cái đường thẳng song song với vector. Như vậy thì nhìn vào là chúng ta sẽ biết được xem là như vậy là nhìn vào một vector thì cái phương hướng, cái hướng thì chúng ta sẽ biết là nó song song với đường thẳng nào, hoặc là nó nằm trên đường thẳng này. Còn chiều của vector tức là chiều từ là chúng ta sẽ đi từ đâu đến đâu, xuất phát từ đâu và kết thúc ở đâu. Như vậy thì đấy là cái phần chiều. Nói chung là cái phần hướng này là khi mà nói đến hướng là nó bao gồm cả phương và chiều rồi. Thì
Khi mà chúng ta nói ví dụ vector AB của chúng ta hướng từ A về, nghĩa là nó vector AB của chúng ta là nó có giá đó là đường thẳng AB đấy, hay là nó nằm trên đường thẳng AB đấy, và chiều của nó là từ A về đấy. Như vậy thì nó gồm hai thông tin. Tiếp tục của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về độ lớn của vector AB đấy. Thì độ lớn của vector AB thì người ta ký hiệu bằng là cái dấu hai cái dấu số dọc này, giống như dấu giá trị tuyệt đối đấy. Độ lớn của vector AB thì người ta định nghĩa là bằng đoạn thẳng AB. Như vậy thì nhìn vào một vector, thông tin mà một vector thì các bạn phải biết cho thầy được là ví dụ như vector AB thì các bạn phải biết được là điểm đầu nó là A, điểm cuối là B. Đấy, giá đỡ của một vector chính là cái đường thẳng chứa vector đó, hay là chúng ta tưởng tượng lên một đường thẳng là cái vector AB của chúng ta thì nó nằm trên đường thẳng AB. Đấy, nên là giá đỡ của nó chính là đường thẳng AB. Đấy, phương của chúng ta, phương của một vector chính là cái giá đỡ của nó. Đấy, tức là cái giá đỡ của nó, hoặc là các cái đường thẳng song song với giá đỡ của nó. Đấy, tức là xem nó song song với thằng nào. Đấy, còn chiều của một vector, tức là chúng ta sẽ xem là nó đi từ đâu đến đâu. Đấy, đi từ trái sang phải hay đi từ trên xuống dưới, hay là đi từ A sang B. Đấy, còn hướng của một vector thì nó bao gồm cả phương và chiều. Đấy, khi mà chúng ta nói gọt luôn. Ví dụ như là chúng ta nói là hướng từ A đến B, nghĩa là chúng ta nói là vector AB của chúng ta có hướng từ A đến B, nghĩa là nhìn vector này AB này là có giá là AB, tức là nó là nằm trên đường thẳng AB này, hoặc là nó song song với đường thẳng AB, hoặc là và nó có chiều là từ A đến B. Như vậy thì đấy là hướng. Còn độ lớn của một vector chính là cái độ dài của vector này, của cái đoạn thẳng, độ lớn của vector AB này chính là độ dài của cái đoạn thẳng AB này. Tiếp tục chúng ta sẽ vào cái phần thứ ba. Phần thứ ba của chúng ta là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về định nghĩa của hai vectơ cùng phương. Thì trong sách giáo khoa của chúng ta thì người ta định nghĩa là hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song hoặc trừ nhau. Đấy, ví dụ hai này như này. Đấy, ví dụ như là chúng ta có cái hai vectơ MN và PQ như này. Đấy, khi mà MN của chúng ta mà song song với đường thẳng MN này, nó song song với đường thẳng PQ, thì hai vectơ của chúng ta gọi là hai vectơ cùng phương. Đấy, nói chung là nó nằm trên này, các bạn tưởng tượng giống như thế là nó nằm trên hai đường thẳng của chúng ta song song với nhau này. Đấy, không biết chiều như nào. N MN cũng được mà NM cũng được. Đấy, các bạn nhớ như thế là cứ thấy ví dụ như hai vectơ cùng phương là hai vectơ mà nó là giá của nó là song song hoặc trùng nhau là được. Như vậy trong trường hợp này là song song. Đấy, các bạn thấy như thế là nó cứ nằm trên hai đường thẳng song song, các bạn kết luận là hai vectơ đấy nó cùng phương. Đấy, hoặc là cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái vector là t tr này, đấy, và vector là e ks này, đấy, thì các bạn thấy cái này là hai vector này chúng ta cũng gọi là hai vector cùng phương, là vì là hai vector này của chúng ta nó có giá đỡ của nó cùng là một đường thẳng. Đấy, ví dụ như là đường thẳng rt cũng được mà đường thẳng es cũng được. Tên đường thẳng là hai điểm, các bạn thích gọi theo kiểu gì cũng được. Đấy, như vậy thì hai vector của chúng ta, hay là bây giờ chúng ta có một cái mẹo để chúng ta nhớ dễ là như này. Bây giờ là hai vectơ cùng phương là hai vectơ mà nó nằm trên hai đường thẳng có, chúng ta bỏ qua cái từ giá này cho nó dễ hiểu. Đấy, tức là hai vectơ cùng phương là hai vectơ mà bạn nhìn thấy có thể là giống như cái đường thẳng đi qua của nó đấy. Đấy, tức là giá ấy, là nó song song với nhau. Đấy, nói chung là các bạn nhìn thấy hình ảnh nó có vẻ nó các cái đường của nó là song song với nhau. Đấy, nó nằm trên hai đường thẳng song song với nhau. Như vậy thì hai vectơ đấy là hai vectơ cùng phương, hoặc là các vectơ của chúng ta mà nằm trên cùng một đường thẳng thì là hai vectơ cùng phương. Đấy là một cái mẹo để các bạn nhớ cho nó tiện. Tiếp tục là chúng ta vào cái phần thứ tư là hai vectơ cùng hướng. Hai vectơ cùng hướng thì trong sách giáo khoa người ta định nghĩa thế này. Hai vectơ cùng hướng là hai vectơ cùng phương và cùng chiều. Như vậy thì cùng phương là các bạn biết rồi, cùng phương là nó song song với nhau, hoặc là nó có giá của nó đấy, tức là đường thẳng chiều nó ấy, là song song với nhau, hoặc là nó cùng nằm trên một đường thẳng. Thì cùng nằm trên một đường thẳng. Còn là bây giờ như vậy thì trong cái phần hai vectơ của chúng ta mà muốn là cùng hướng thì các bạn nhớ này là nó còn phải cùng chiều nữa. Đấy, thế là cái hướng của chúng ta nó đi từ P đến Q, P đến N. Ví dụ như là trong trường hợp này của chúng ta là vectơ PN và vectơ MQ của chúng ta là hai vectơ là cùng hướng. Đấy, là vì có cái phần giá của chúng ta, giá đỡ của hai vectơ này là PN và MQ là song song với nhau. Và cái thứ hai của chúng ta là chiều của nó là P đến N. Đấy, đi từ chiếu chiếu như này. Đấy, thì cái thằng PQ này của chúng ta cũng chiếu chiếu như này. Đấy, nó song song mà nó lại có chiều là
cũng đi từ dưới lên trên như này. Đấy, như vậy thì nó là cùng chiều. Đấy, cùng chiều và cùng phương, như vậy thì chúng ta sẽ gọi là cùng hướng. Đấy, hoặc là cái vector CD và vector AB của chúng ta cũng là gọi là hai vector cùng hướng, là vì là nó cùng nằm trên một đường thẳng. Đấy, hai vector này là có giá đỡ là một đường, là đường thẳng AB. Đấy, và các bạn thấy thế này là cái vector AB này của chúng ta là nó chiều của nó là từ A đến B. Đấy, còn vector CD này của chúng ta hay là chiều từ trái sang phải. Vector CD của chúng ta cũng vậy, là chiều của nó cũng từ trái sang phải. Như vậy là hai vector này của chúng ta là có chiều cùng nằm trên một đường thẳng, tức là cùng cùng phương. Đấy, là giá đỡ nó là một. Đấy, cùng phương tức là cùng song song hoặc là cùng nằm trên một đường thẳng. Đấy, như vậy nó cùng nằm trên một đường thẳng rồi. Như vậy thì hai vector này của chúng ta là hai vector cùng phương và chiều của nó cũng là từ trái sang phải. Đấy, như vậy thì hai vector này vừa cùng phương vừa cùng chiều thì người ta gọi là hai vector cùng hướng. Tiếp tục chúng ta vào phần thứ năm là hai vector ngược hướng. Thì trong sách giáo khoa của chúng ta người ta định nghĩa là hai vector ngược hướng là hai vector cùng phương và ngược chiều. Đấy, ví dụ như là cái ví dụ 4 này của thầy là như này. Đấy, như vậy là vector PN và vector MQ này của chúng ta. Thì các bạn thấy như thầy là vector PN của chúng ta. Đấy, thì cái đường thẳng PN và đường thẳng MQ của chúng ta thì vẫn giống như trường hợp lúc nãy, thầy lấy giống như hai vector cùng hướng, là hai cái đường thẳng này vẫn song song với nhau. Hai cái đường thẳng PN và MQ này đều là hai đường thẳng song song. Đấy, thì khi đó các bạn thấy như thầy là cái vector PN của chúng ta là đi từ dưới lên trên. Đấy, đi xin như này. Đấy, đi từ dưới lên, và QM của chúng ta, vector QM của chúng ta thì lại đi từ trên dưới. Đấy, theo cái phương sin này. Đấy, như vậy thì hai vector này của chúng ta nó song song với nhau, tức là nó cùng phương, nhưng mà chiều của chúng ta thì là một anh đi từ dưới đi lên, một anh từ trên đi xuống. Như vậy thì nên là chúng ta gọi là hai vector này là hai vector ngược hướng. Đấy, hoặc là trường hợp này chúng ta cũng gọi là hai vector ngược hướng, tức là hai vector của chúng ta là TR và vector EF của chúng ta thì nó có giá đỡ đều là đường thẳng, đều cùng là một đường thẳng, ví dụ là đường thẳng EF hoặc các bạn gọi là đường thẳng GT cũng được. Đấy, nói chung là một đường thẳng của chúng ta thì phải cần đi qua hai điểm. Như vậy thì các bạn cứ lấy hai điểm bất kỳ làm tên gọi của một đường thẳng. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là vector EF của chúng ta là hướng từ E đến F, còn vector TR của chúng ta đấy là từ TR, tức là vector EF thì hướng từ trái sang phải, còn vector TR của chúng ta thì lại hướng từ từ phải sang trái. Đấy, như vậy là hai vector này nó có chiều đi ngược nhau. Đấy, giống như chúng ta đi từ nhà đến trường, hoặc là lúc đi học thì chúng ta đi từ nhà đến trường, khác với lúc chúng ta đi từ trường về nhà, nó là hai chiều khác nhau. Đấy, như vậy thì là hai cái vector TR và vector EF của chúng ta là hai vector là cùng phương. Đấy, tức là phương của nó cùng là một đường thẳng, nhưng là có giá đỡ là cùng là một đường thẳng, nhưng mà chiều của chúng ta lại ngược nhau. Đấy, như vậy thì hai vector này của chúng ta cũng gọi là hai vector ngược hướng. Đấy, thì các bạn chú ý thấy là hai vector ngược hướng thì các bạn chú ý thấy là khi mà nói đến hai vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng, là các bạn phải nhớ cho thầy là nó phải là nằm trên một đường thẳng. Đấy, giá đỡ của nó phải là nằm trên một đường thẳng, hoặc là nó phải nằm trên các đường thẳng song song với nhau. Đấy, thì lúc đấy chúng ta mới nói những cái khái niệm này. Tiếp tục chúng ta sang cái phần thứ sáu là hai vector bằng nhau. Thì trong sách giáo khoa của chúng ta, định nghĩa trong sách của chúng ta là nó nói như này. Đấy, hai vector bằng nhau là hai vector cùng hướng và cùng độ dài. Đấy, hai vector có cùng hướng và cùng độ dài thì gọi là hai vector bằng nhau. Đấy, ví dụ năng này của chúng ta. Đấy, ví dụ như là thầy có vector MN và vector PQ như này. Đấy, thì hai vector này của chúng ta là nó cùng hướng. Đấy, tức là MN, đường thẳng MN và đường thẳng PQ này của chúng ta song song với nhau này. Và nó cùng chiều. Đấy, tức là đi cũng từ trái sang phải. Đấy, từ M đến N và từ PQ đều là từ trái sang phải. Đấy, trên hai cái phương song song với nhau như này. Đấy, như vậy thì hai vector này của chúng ta gọi là hai vector và độ dài của MN của chúng ta, đoạn thẳng MN này của chúng ta và độ dài của đoạn thẳng PQ này của chúng ta bằng nhau này. Như vậy thì hai vector này của chúng ta được gọi là hai vector bằng nhau. Đấy, như vậy là sau này các bạn chúng ta chúng ta là hai vector bằng nhau là hai vector mà nó cùng nằm trên một đường thẳng. Đấy, tức là cùng cùng phương. Đấy, và chiều nó cũng phải là cùng chiều nữa. Một thằng đi từ trái sang phải thì thằng kia cũng phải từ trái sang phải. Đấy, rồi là cái độ dài của các cái vector đấy nó phải bằng nhau. Đấy, như vậy thì lúc đấy của chúng ta
mới gọi là 24 bằng nhau. Như vậy là 24 bằng nhau của chúng ta thì nó phải bao gồm cả hai yếu tố. Thứ nhất là 24 này là phải là 24 cùng hướng, và thứ hai nữa là nó phải là có độ dài của 24 này nó phải bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần 7 là 24 đối nhau. Thì theo trong sách giáo khoa thì người ta định nghĩa là 24 đối nhau là 24 ngược hướng và cùng độ dài. Ví dụ 6 này của chúng ta. Đấy, ví dụ như là chúng ta có vector là MN và vector là QT. À, trong trường hợp này của chúng ta là 24 đối nhau. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy về mặt hình ảnh thì các bạn nhìn thấy cho thầy là 24 đối nhau của chúng ta và 24 bằng nhau thì nó là khác nhau là cái chiều thôi. À, như vậy thì 24 bằng nhau thì nó phải là cái cùng chiều. Đấy, thì đối với trường hợp 24 đối nhau thì nó phải là chiều nó phải ngược nhau. Đấy, nó triệt tiêu nhau. Và như vậy thì các bạn thấy như thế này, như vậy thì 2 vectơ đối nhau là 2 vectơ ngược hướng. Đấy, như vậy thì các bạn thấy như thế là như vậy là trong cái phần hướng của chúng ta là nó phải bao gồm cả phương và chiều. Như vậy thì các bạn thấy như thế là vectơ MN và vectơ QP này của chúng ta là 2 vectơ có phương, phương là cùng phương. Đấy, là vì nó là nằm trên hai đường thẳng MN và đường thẳng PQ là hai đường thẳng song song với nhau. Đấy, như vậy thì cái vectơ này của chúng ta là 2 vectơ MN và vectơ PQ này của chúng ta là 2 vectơ là có giá là song song với nhau. Đấy, song song hoặc trùng nhau, nhưng mà trường hợp này thì sẽ là song song. Đấy, như vậy thì 2 vectơ này nó cùng cùng phương, nhưng mà chiều thì nó là một thằng đi từ trái sang phải. Đấy, ví dụ MN là từ M đến N là từ trái sang phải, còn QP của chúng ta là từ phải sang trái. Đấy, như vậy thì hai thằng này là cùng phương ngược chiều. Đấy, và cái độ dài của chúng ta là độ dài MN. Thầy sẽ sát lại này cho các bạn thấy. Như vậy thì nó là hai hai đoạn thẳng này của chúng ta là bằng nhau. Đấy, chính vì vậy nên là như vậy thì cái vector MN và vector QP này của chúng ta khi mà nó ngược hướng và cái độ dài nó lại bằng nhau như này. Đấy, thì người ta gọi là 2 vectơ đối nhau. Thì đây chính là 7 nội dung của cái phần bài thứ nhất của chúng ta, cái phần lý thuyết của phần thứ nhất mà các em cần phải nắm. Thì bài học hôm nay đến đây là hết. Chúc các em học tập tốt. Chào các em.